Ok, xin chào anh em nha. Thì hôm nay lại là tiếp tục đánh đánh nhà máy anh em ạ. Nhưng mà đánh nhà máy, nhưng mà anh em thấy trên tay mình là cái gì không? Là trọng kiếm đó anh em ạ. Thì qua sau quá trình ngày nào cũng đánh ông Fujitora, cuối cùng mình cũng được cái cây trọng kiếm rồi. Đấy anh em thấy lại là một điểm mastery. Bây giờ mình sẽ đánh nhà máy trước cái đã, xong rồi chắc mình sẽ đi đánh râu đen anh em ạ. Trong server này đã có key luôn rồi, ở ngoài kia thì nó quánh nhau loạn xạ, nó không quan tâm tới nhà máy luôn anh em ạ. Cái cây này đam cũng to đấy, hiện tại thì mình cũng mắc kiếm nên ta đam to. Ôi anh em thấy không, cái hức 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 thứ ba nó chém 1.300 đam nè. Cái thanh kiếm này nó cũng hơi phí một tí, nó lại màu vàng anh em ạ. Nó không được kiểu như mấy cái vũ khí kia, mấy 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 bạn thì đánh kiểu dễ ra lắm. Mình không hiểu sao mình đánh, tính ra mình đánh con Fujitora cũng nhiều lắm rồi đó chứ, mà tới bây giờ nó mới ra luôn á. Nó đánh đánh cái cây kiếm này còn khó hơn áo râu đen nữa anh em ạ. Con râu đen mình đánh tầm khoảng 20 con đâu đó là mình đã có áo rồi, mà cái kiếm này tới bữa nay mình đánh nó mới ra luôn á, thiệt khổ. Để mình đánh xong coi thử coi được cái 125 mastery không nữa, chắc mình nghĩ không đủ đâu. Còn mình tí nữa mình đánh râu đen xong mình sẽ đổi về lại mắt một đường, đó là trái ác quỷ thôi anh em ạ. Ôi thôi mình không được trái ác quỷ rồi anh em ạ. Nhưng mà đồng nó lên khá là nhiều mastery luôn, không biết là trái gì, hiện tại nó khá là lắc luôn. Ui lại Gomu, sao nay lắm Gomu quá nhờ, hồi nào cũng Gomu hết. Ui ơi, lên 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 coi thằng Đô Phi nó hồi sinh chưa, lên coi thằng Đô Phi nó hồi sinh chưa. Mình đánh thằng Đô Phi một cái rồi mình sẽ đi đánh râu đen anh em ạ. Râu đen bây giờ chỉ có đổi tộc tẩy điểm này kia thôi chứ lo ngán rồi anh em ạ. Ngán lo rồi, lo hoài ngán quá, ngán bắt lo quá. Ôi nó xuất hiện rồi nè, nó xuất hiện rồi nè, để mình kêu nhé. Đô Phi nè, hiện tại mình không thể nào solo lại thằng Đô Phi anh em ạ. Hiện tại mình không thể nào solo lại thằng Đô Phi, solo lại thằng Đô Phi. Thì trái bao bao mình hiện tại farm cũng gần full rồi, nhưng mà mình sẽ không dùng nó nhé, khi nào full chiêu thì mình sẽ dùng. Cho anh đánh nó với. Lấy cái trọng kiếm ra chém nó. Lấy trọng kiếm ra chém mày. Đau 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 đau. Nhảy nhảy lên chém nó nhìn vừa thì chứ anh em. Mình phải vừa đánh vừa né, nó đánh mình cái là đi đi. Ui lại được kiến nữa nè anh em. Kiến kiến mình có rồi, kiến mình có rồi, nó lại dẫn ra kiến nữa. Anh được kiến luôn nè. Xịn, đánh râu đen nha, đánh râu đen nha, đánh râu đen nè, đánh râu đen nha. Đâu đen mình sẽ đổi lại mắt một đường thôi anh em ạ. À, đó là đường trái ác quỷ, để mình khi nào mình xài cái này kia mà mình có thấy mà kiểu mình ngán rồi á thì mình sẽ chuyển về trái OP. Nhưng mà mình thắc mắc một điều nè anh em, tại sao cái cây kiếm của ông Fujitora này trong phim nó là có vỏ nha. Cho anh em thấy này, trong đây nó không hề có vỏ luôn nha, nó không hề có vỏ luôn. Rồi mình sọt vào cái lưng quần này không biết nó có đứt cái gì không ta, thật là vô lý, kiếm không có vỏ. Kiếm không có vỏ, tự có thể là tự gây ra sát thương cho mình luôn đấy. Ali vô, đúng rồi Ali vô, chuyển qua bên cúp cúp biển dùng cà ri hết đi. Mình sẽ đổi qua mát một đường thôi nha, chứ hiện tại tại đổi qua mát một đường mới có thể bơi ca này kia cho anh em xem được, chứ mà hiện tại mát kiếm với mát trái quỷ hai đường khác nhau thì không thể nào mà bơi ca được, tại vì máu nó rất là giấy. Có ai đi ké hiền không, ké hiền không, ké hiền không,
Có kẻ hiền nè. Ok. Các bạn này 11M rồi anh em. Bên vô hay kiểu chuyển qua bên hải quân lắm. Để bây giờ mình lại đánh râu đen, mình đổi tộc nha. Không 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 nha, không nha. Không nha. Không có gọi si nha. Thôi 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 thôi. Anh cần AT. Anh cần AT mà em gọi con vua biển giả lên thì đánh làm sao được. Anh cần gục artifact mà em gọi vô biển lên thì nó mất rồi. Nó không được đồ. Nó mọi người. Như là vậy đúng không? Hay là chỉ là không có áo thôi. Vô đây vô đây vô đây. Mình sẽ xài Superhuman với kiếm kiếm trọng trọng kiếm nhé anh em. Hey, không xài trái quỷ. Khi nào full chiêu trái quỷ thì mình sẽ sử dụng. Vô. Hụt rồi. Anh em chịu khó đâu mắt tí nha, tại vì mình hơi hơi yếu, mình phải xài hai cây quan sát, không mà nó xỉa mình chết á. Ui nó lại đánh mình nè, rồi Superhuman thôi chứ hai cây quan sát đừng có chọi câu tôi nữa à. Đó. Trời ơi. Phượng Hoàng đâu hồi máu miếng ơi. À, máu anh trai, máu anh trai, anh dây lắm, anh dây lắm, ai máu anh trai. Anh kêu, anh kêu, anh kêu. Anh kêu, anh kêu. Anh dây lắm, thông cảm nha. Tại anh tăng mát mát sát quỷ với mát kiếm nên thành yếu lắm mọi người à. Mấy bạn này cũng giúp nhiệt tình. Hên hên không dính cái cầu của nó. Trời ơi mấy gì nói. Thấy kiếm vô chặt hơn, cái kiếm vô chặt hơn đó anh em ơi. Chứ vậy là không ổn. Chém thường nó mới đủ đam được. Chém chừng 4 5 cái chém thường là đủ đam à. Ui 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 ui. Ui 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 máu 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 ai cho tí máu. Khổ quá anh em à. Hên kêu có bạn này ăn sơn, miệng sơn ăn trái phụ hoàng. Ok, vô chơi tiếp. Nước hồ quay. Mày đừng có đùa với trọng kiếm nha. Trọng kiếm của Fujitora gọi thiên thạch nhưng mà chắc mình chắc anh nghĩ chắc là chưa ít mới là gọi thiên thạch. Mình chưa gọi được. Bây giờ mình chỉ đánh kiểu trọng lực thôi. Ui 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 ui. Hên 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 đó. Không chế nó lại liền đấm vô mặt nó. Mình đổi tộc miết nó không ra được thiên thần anh em à. Có nó cứ về tộc thỏ với mình không à. Ui vậy cũng dính kìa chú Lý. Đánh râu đen bây giờ chỉ có đổi tộc này kia thôi chứ mà kêu đi đánh lo nó ngán quá. Ngán lo lắm rồi. Đấm nó đi, nó sắp chết rồi mà mọi người làm gì thế? Ui 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 ê ê ê vô chém thương luôn. Mày mày. Ui sao mình lại không đủ đam? Không đủ đam. Ủa mình nhớ mình vô vô mình chém cái kiểu con đà điểu mà ta kỳ vậy. What the. Tại sao mình không đủ đam ta. Ủa kỳ vậy.
Kỳ vậy ta, kỳ vậy sao không đủ đam kỳ ta? Kỳ vậy ta, sao không đủ đam ta? Thì thôi chắc cũng kết thúc clip thôi anh em à. Bù thì chứ không đủ đam. Thì thôi cũng cảm ơn em đã bỏ một chút thời gian ra để xem clip mình nha. Clip này chủ yếu là mình khoe, mình đánh, cuối cùng mình cũng đánh được cây trọng kiếm rồi anh em à. Thì bye bye anh em, hẹn em những clip sau. Bye bye.